Trời đất ơi, mày ăn gì mà mày ăn liền vậy? Mới thấy mày ăn rồi bây giờ mày ăn nữa? Trời, ăn mới có sức làm chứ không bảo. Thật ơi. Nhưng mà cái này là cơm nguội, con vô con chét rồi con ăn thôi, chứ con đâu có ăn cái phần mới đâu. Mà con bầu nói hoài. Mày có biết là tao đang lo, tao nhức đầu lắm không? Có gì đâu lo, cái gì nhức đầu? Không lo là sao được? Đoàn hát có anh cấp chánh nè, bỏ rồi trốn đi rồi tối nay ai hát đây? Trời, thì bây giờ anh kép chánh, anh chánh rồi thì có anh kép mới chứ. Ai kép mới nào thế? Con nè. Trời ơi, mày mà làm kép chánh chắc tao dẹp luôn cái đoàn hát quá. Làm gì dẹp? Ca có bài ngủ điểm bài tạ, ca không được là đòi đàn kép chánh. Nãy giờ con giỡn thôi. Giỡn không chứ vui. Thật ra ổng đi là con biết mà, cho nên hồi nãy con đi ngang đám cưới con thấy có cái anh kia đẻ ra một cái nhìn cái mặt là biết làm kép gì. Trời ơi, con mắt, hai con mắt ha, nó sâu húp giống như là cắt vậy. À, cái mũi cao như sữa. À, hàm răng cười một cái đều như bắp vậy đó. Kép chánh là tướng tá mặt mũi phải vậy đó. Chưa hết đâu, quan trọng là ca xuất sắc luôn. Ca được không? Ca hay dữ lắm. Hay hả? Hay. Mà cái người đó là người nào mày? Mày sao mày không mời? Con vậy? Có hẹn tới đây luôn rồi. Mời ta vô coi. Để coi coi tôi. Trời đất ơi. Ông bảo, ông bảo. Ông bảo nhìn kìa. Gì nhìn hả? Ra ngoài bãi đi. Thấy cái ông đang cà lem không? Trời đất ơi. Anh ơi, qua cái cà lem vô đây nó nghe nè. Chào cậu, chào cậu. Dạ, chào ông Bầu. À, cậu đây là... Cậu Bình. Tên Bình. Dạ, ta thường gọi em là Bình Lãng Tử. Bình Lãng Tử? Dạ. Trời, nghe hay lắm á. À, nè, mà cậu đi hát mà cậu học trong cái lò nào vậy? Dạ, em học cái lò đám hỏi, đám cưới, đầy tháng, thôi nôi nè, sinh nhật, đủ thứ hết trơn Bầu. Là hát mấy cái đám tiệc đồ thâu vậy đó hả? Dạ. Chứ chưa biết hát sân khấu. Dạ, hát mấy cái lò đó là được rồi. Làm gì lò này lò kia vậy? Chuyện gì vậy? Em có hay gì chưa? Hay gì? Kép chánh trốn đi rồi. Trời đất ơi. Trời ơi. Chết rồi. Chết rồi. Trời đất ơi. Rồi. Có người kép chánh mà giờ trốn đi rồi. Tối nay tôi hát với ai? Thì bởi vậy đây nè. Đang mời người ta đây nè. Đang nói chuyện với người ta đây nè. Thấy không? Gì? Thương ta coi cũng được đó. Quên giới thiệu. Đây là đạo chính của gánh hát tôi. Dạ, tên là dạ. Mỹ Hường. Dạ. Còn dạ. Đây là cậu Bình. Bình dạ. Lãng Tử á. Em chào chị Mỹ Hường. Thôi tôi về. Đi về anh, đừng đi về. Không có gì sao, đâu. Sao tôi chào chỉ mà cái mặt chỉ hầm hầm. Tôi đang vui đó chứ. Chị không vui. Sao. Không sao anh. Bình thường là chỉ vui là cái mặt chỉ hầm, còn chỉ hầm là cái mặt chỉ vui. Yeah, mày nói chuyện là xẻ. Vô đâu. Thôi bây giờ vậy nghe. Bây giờ cậu coi có cái câu giọng bổ nào đó mà cậu ưng ý nhất. Cậu hát thử một câu cho anh em nghe cái coi. Dạ ca hả? Chứ ca phải thử ca chứ. Dạ, ca một câu không Bầu? Ca một câu tôi nghe cái hơi của cậu. Ca một câu giọng cổ. Ừ. Mà ở đây có đờn không? Có chứ. Đờn đầy đủ. Dạ. Dì Kim ơi. Dạo lên cái cho cậu này ca câu giọng cổ nghe cho coi. Ở đây có nhạc nữa hả ông Bầu? Có. Không, anh em chuẩn bị để mà tập tuồng á mà. Dạ. Rồi quất câu cho ngon lành nghe. Như cái dây này sống sống anh ơi, chưa chín anh ơi. Về sống. Dạ cơm sống. Đập mày vô gì, về sống. Đâu. Sống chín đâu đây. Dạ cái hơi của em nó cao lắm chị. Cao. À, cao phải không? Dạ. Vậy là cái dây xề phải không? Dạ dạ hơi em cao anh lắm. Anh đợi anh Kim ơi. Anh đợi cái xề đẩy luôn đi. Xề đẩy. Dạ. Rồi quất cậu, quất liền coi cho mong chớn coi. Dạ được rồi. Dạ được rồi. Vô. Chiếc non bài thơ sinh ra từ bao giờ mà thùy mì đoạn trang như tình tình cô gái Huế. Che nắng mà che mưa những nam thanh nữ tù lao động ngày đêm trên đồng ruộng công. Dạ thôi tôi về ông Bầu. Anh hai. Dạ em thứ ba. Trời anh hai nào? Anh hai Minh Dương. Hay. Trời ơi hay quá. Hay. Vô lại cậu. Dạ. Dạ. Vô lại vô tiếp đi. Ca lại hả ông Bầu? Ca lại đi đang dạ, hay dạ. Lắm. Hay quá. Đồng ruộng công
lẹt nhìn ai rồi nhìn che đứa mặt mỗi khi lòng mình trọn nhớ thầm thương. Hỡi khi lòng bận phân thì nọt ụp kịch bẩn, khi lòng lẫn lăng thì nọt nghiêng nửa mờ, khi đọc tình thơ thì non soi đèn trời, khi lòng đã tin rồi thì non cười hớn hở. Quá hay, trời ơi. Trời ơi, được em được. Thấy sao, thấy được. Sao? Nhưng mà chưa, để em hỏi. Dạ, dạ, được không chị? Cái giọng thì chị thấy được đó. Dạ. Nhưng mà biết diễn không? Dạ, em biết ca chứ em không biết diễn chị. Bầu. Một cô đào sáng giá Mỹ Hường như vậy mà diễn với một anh kép là không có biết diễn là sao? Vậy thì tôi diễn với ai? Thì từ từ, mới người ta chưa biết diễn, từ từ mình chỉ người ta biết diễn chứ có gì đâu em. Không có được, tôi nói là không có được, không có biết diễn thì làm sao mà diễn với tôi được? Trời ơi, tôi là một cô đào, trời đào chánh của cái đời này. Thôi để tôi về ông Bầu ấy. Không sao đâu, không sao đâu. Rồi bây giờ tôi hỏi cậu nghe. Dạ. Hồi đó tới bây giờ cậu có thường coi cải lương ở trên TV không? Dạ có, em thuộc cái chích đoạn mà cái đoạn cuối mà của Đêm Lạnh Chù Quang á. Đêm Lạnh cái đoạn mà Bảo Xuyên chết á. Rồi Tần Lĩnh Sơn hát hai người đó chỗ chích đoạn đó phải không? Dạ dạ em thuộc không? Dạ em thuộc cái chỗ đó. Thì hát đi. Dạ nhưng mà có cảnh trí rồi kéo có màn sân khấu rồi không Bảo? À là bây giờ là chưa chuyên nghiệp cho nên phải đứng ở trên sân khấu mới hát được đúng không? Dạ. Được rồi. Yên tâm đây, dẫn đi. Dạ. Đi lên sân khấu hả? Chị ơi tạo điều kiện cho ta đi chị. Bà con ơi, kép mới gánh tôi nè. Kép mới nè, hát cái đào củ xì à. Bà con ơi, kép mới nè bà con ơi. Rồi, trời ơi sân khấu đã không đó, thấy chưa, thấy sân khấu không, sân khấu quá trời đẹp luôn rồi. Mà ai đóng Bảo Xuyên không Bảo? Đây nè. Ông Bảo này kì ghê. Gì vậy? Như kêu tao đóng Bảo Xuyên. Trời ơi trời, coi bả kìa trời. Tao nói Bảo Xuyên là đây chứ tao có nói mày đâu, tự nhiên mày đứng cái em gì? Giúp giùm đi em hát cho cậu Bình cậu hát đi. Giỡn hả? Đi mà giúp trời, đi, tạo điều kiện đi. Thôi tôi gì đòn đó. Hay quá. Anh Kim ơi, cho miếng dây anh Kim ơi. Quốc cho con lành cái vụ này coi nghe. Sơn ca, Sơn ca ơi, em lầm đây. Khoan đi chị. Đang hay mà. Chị ơi, chị nói chị nằm đây mà chị đứng vậy sao em hát được? Trời ơi. Ông Bảo. Nằm là sao? Dì đòn. Nằm đi. Thôi thì dì đòn đó. Chị nằm em ôm em mới ca được. Trời. Ông Bảo. Hả? Dì đòn. Dì đòn. Cho ôm đi. Thôi thì dì đòn đó. Rồi. Dạ. Cứ nằm nè. Ôm đi cậu. Dạ. Mà em thấy thiếu cái gì chị ơi? Thiếu gì nữa? Cái gì mà em thấy hình như cái gì mà như cái đèn pin nó gọi vô mặt em hát được chị? Trời đất ơi. Trời ơi follow ơi. Cho miếng ánh sáng đi follow. Đó. Vừa lòng. Dạ, dạ được rồi đó. Rồi đó. Dạ em thấy thấy rõ rồi đó, thấy rõ rồi đó. Dạ. Rồi hát nè. Dạ. Vô nghe. Dạ, dạ hát đi chị. Sơn ca. Sơn ca. Gì? Ủa ai vậy? Dạ, ông đang tiễn ai vậy? Thì cho cậu thử rồi mình coi mà. Ủa cậu thử mà sao nãy giờ tôi hát không là sao? Tại vì cái chỗ này em phải hát dứt cái này thì cậu mới vô vòng cổ. Dạ chị được. Ơi cái đoạn này chị ca em mới vô vòng cổ được chị ơi. Thôi được rồi, thôi bây giờ tôi hát tắt nha. Chú ý là cậu chứ không phải là tôi. Rồi hát đi chị. Ráng đi em. Ngọt ngào gió bay em vào cơn làng gió. Bảo Xuyên ơi, đây là giấc ngủ thần tiên, dìu em về bên kia miền qua cò.
có trăng dài cô đơn, có gió ngàn nước nở và có nỗi sầu tư dời dời nhớ thương về. Dội chia lìa bão xuyên ơi, rồi đây em sẽ bình yên trong giấc ngủ, còn anh chưa biết mình rồi sẽ ra sao. Mất em rồi đời anh như trống trải, ngoảnh mặt nhìn xa túi chập trùng mây, những nẻo đường qua mang đầy kỷ niệm và dấu chân xưa còn in đậm giấc mơ nào. Quá đã. Anh hãy đưa em về Ai Nhàn Bảo Xuyên, xây một năm mộ giữa biên cương, để hồn anh sẽ theo em mãi mãi. Bảo Xuyên, Sơn Ca xin vinh biệt Bảo Xuyên. Bảo Xuyên ơi, ngủ đi em ngàn thu không trở về, ngủ cho quên ranh giới biên cương, ngủ cho quên thù hận oán hờn. Anh sẽ đưa em về Ai Nhàn, ru em vào giấc ngủ thiên thu. Bảo Xuyên sốt hay quá trời ơi, trời ơi sốt quá quá trời có tương lai, có tương lai. Ừ, tờ tôi hứa tôi sẽ dìu dắt, nhưng mà bây giờ nha, nghe tôi hỏi tên gì? Dạ em tên Bình. Bình gì? Dạ người ta gọi em là Bình Lãng Tử. Nghệ sĩ Bình Lãng, trời không được. Trời đất ơi, nghệ sĩ mà Bình Lãng là không có được rồi, không được, không được, để coi tôi tính coi cái giờ. Tính cái gì tên. hay đi chị. À, có rồi. Có hả chị? Nghệ sĩ Bình Trong. Ê! Vậy là em được vô đoàn hả ông Bảo? Vô đoàn luôn. Chúc mừng anh. Bà con ơi, từ đây tôi theo gánh hát luôn rồi. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức câu chuyện mang tên là Nghiệp Cầm Ca với phần dự thi của thí sinh Bình Trọng cùng với sự trợ diễn của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hằng, nghệ sĩ Thanh Hồng và Võ Ngọc Tân. Dạ, một cái màu sắc rất là mới. Dạ, hỏi thăm chị Mỹ Hằng chút xíu nào. Giờ khán giả quen nhìn thấy hình ảnh của chị Mỹ Hằng trên sân khấu là đào thương, đào mùi, khóc. Rồi sao tự nhiên bữa nay tự nhiên tính cách rồi còn hề hước dữ vậy chị? Không giấu gì em và với ban giám khảo, với quý vị khán giả. À, tự nhiên lúc rài tự nhiên cái giống như nó trẻ lại hay sao á. Cho nên là... thì Mỹ Hằng chỉ biết là cố gắng hết sức mình để mà giúp cho Bình Trọng được hoàn thành cái vai diễn của mình cho nó toàn vẹn và cho nó cái điểm cao trong cái đêm hôm nay. Đó, mà dạ. Dạ, và cái vai diễn này của chị ngày hôm nay nó cũng là một cái nét rất là mới lạ với khán giả. Khán giả không phải chỉ bất ngờ vì cái hay của Bình Trọng khi mà hóa thân thành hình tượng của nghệ sĩ Minh Vương, mà còn rất là bất ngờ với một nghệ sĩ Mỹ Hằng rất là mới. Và hy vọng rằng trong những thời gian sắp tới thì chị Mỹ Hằng sẽ có những cái vai diễn mang những cái màu sắc mới và khác lạ như thế để mang đến cho quý vị khán giả nha. Cảm ơn chị Mỹ Hằng và cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hồng cùng với Võ Ngọc Tân. Dạ, cảm ơn chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Dạ em kính chào anh Hai Minh Dương. Nói vậy chứ Thoại Mỹ chào Bình Trọng. Dạ. À, bữa nay quá thân một cái vai của anh Hai Minh Dương và dám kêu bằng hy sinh từ mái tóc của mình nè, rồi bộ đồ coi như là hình thể là rất là giống anh Hai Minh Dương. Kịch bản thì đơn giản nhưng mà duyên dáng.
Nhưng mà chị Mỹ hơi tiếc một điều á là ca ít quá à, chưa có nghe đã. Nhưng mà qua cái tiết mục này thì em vẫn giữ được phong độ của em và có một cái sự tiến bộ từ hình dáng, từ cái cách ca. Lần đầu tiên diễn một kịch bản như vậy nhưng mà chị Mỹ cảm thấy em diễn rất là thoải mái, không có bị gò bó, không có gì hết trơn ha, và rất là duyên dáng. Chị Mỹ chúc mừng em. Dạ, cảm ơn dạ. Chị. Cảm ơn giám khảo Tài Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị chào em Bình Trọng. Dạ. Nhờ cái sự khám phá, những sự khai thác của đạo diễn Nguyễn Hữu Quốc cho nên là đã làm cho em có một cái nhân vật, một cái vai rất là dễ thương. Quá thân để làm một người nghệ sĩ mình thần tượng thì em đã làm tròn rồi. Chị chúc mừng em. Dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời nghệ sĩ Kim Tư Long. Chú Hai Minh Dương là thần tượng của anh lúc nhỏ. Thì ngày hôm nay về mặt hình thể em giống chú Hai Minh Dương, nhưng mà cách thoại á thì vẫn chưa đạt. Em nghe kỹ chú Hai Minh Dương thoại, chú Hai Minh Dương thoại rất là tỉnh bơ, tỉnh nhưng mà cái trong cái tỉnh đó mà người ta nghe rất hài. Còn ca thì em vẫn là một cái giọng ca đầy nội lực, nhưng mà ngày hôm nay đó anh nghe em vẫn có một cái gì đó của Bình Trọng. Cái giọng của chú Hai đó, khi mà cất lên Hò Quế những cái rung nhẹ, những cái lấy hơi gió nhẹ, gọi là hơi sét nhẹ đó, rất là mùi luôn. Em mới được khoảng 92%. Ngược lại em được cộng điểm là em giống về hình thể nè, em giống về mái tóc nè, em giống về cách đi đứng nè, cũng lững thững như chú Hai trong vai này. Vì vậy cho nên anh có điểm cộng cho em về cái điều đó. Dạ. Chúc mừng em. Chúc Bình Trọng may mắn nha. Em cùng anh đón gió chiều thoáng đưa tâm tình trao những tiếng ca mộng mơ. Về đây cho lòng reo khúc hoan ca, về đây đây cho trái tim hiền hòa. Kìa trong lá rơi đầy sâu, đẹp như bức tranh nhiệm màu. Lặng nghe sóng reo mặt sông, đẹp như khúc ca tình đầu. Kiều Phiên em ơi, khi đất nước mịt mờ khói lửa, anh phải lo cứu lấy vàng sang. Em yên lòng trở lại thiết giang và đón đợi ngày vui tay ngộ. Nếu chàng phải ra đi vào mùa lá đổ, thì mãi mãi em sẽ là kẻ đôi chàng bên cầu tay bé con thơ. Cam cánh nhọc nhằn và chịu nỗi cô đơn, y nhi nghĩ thật đáng thương khi cắt lìa tình. Xa con năm tháng môi mòn, nhớ thương nghĩ đến đau lòng. Hôn con yên giấc ngủ đông, mà lòng già xuống xa. Chiến tranh rộn ràng, tiếng
nhất cư bất phục hoàng. Đâu xa gì nguy đàn, khép cửa phòng quy chờ người trở lại. Bao tháng dài quanh quẻ đơn côi, sáng tư trong điểm canh rồi xin nhớ gài chia phôi. Phi đã đến giờ anh phải lên đường. Em và con hãy ở lại bảo trọng và chờ ngày anh trở lại. Kim Tùng Phi lạc đà rừng thu rụng lá vàng, ngựa hồng duỗi bước nẻo quang sang, cười lớn em nhé giờ tiếng miệt, đừng để mi sầu lệ chứa chan. Bây giờ là một tên sa phu nghèo khổ, còn vợ con ta không, nàng bây giờ là vợ của Lữ Thanh Huy, còn con ta cũng gọi người là thân phụ. Trăng sắp tàn mình còn mong nghe dễ than gieo niềm u hoài. Từ khi chinh chiến cách xa về bao thương nhớ xót xa, mấy thu qua chưa tương phùng. Kìa, sa phu, chẳng lẽ quân hầu không báo lại với ông là phu quân tôi không muốn con của mình gần gũi với tên sa phu bần tiện sao? Tên sa phu bần tiện, ôi nghĩ chán ngán trò đời dâu bề. Lòng thế nhân nay đổi mây dời, chưa ân tình như nước chảy trôi xuôi, đã chôn lấp trong bụi mờ quang. Thưa bà có biết tên bần tiện này là ai không? Ông đây là bà. Tôi là kẻ ra đi vào một mùa lá đổ, và có người thiếu phụ ôm con nhỏ lệ bên
cao. Ông chính là... Tôi là nạn nhân của một cuộc giật đổi sao trời. Khi tôi đã về đây thì vợ tôi thuộc về kẻ khác, còn con tôi cũng thuộc về ai. Nhìn nhau chắc không, tôi sợ đứa con vô tội bất hạnh khổ đau khi nó biết được người mẹ tròn kính tròn yêu lại là một người lang thang đất nết. Trời ơi, lang thang đất nết à? Ông không phải ông không muốn vợ của ông đâu, nên ông không dám nhìn vợ nhìn. Dạ đúng như thế thưa bà. Vì tâm hồn đứa trẻ thơ trong sáng như là chiếc ngọc minh, thì tôi tình chi chuốc lấy sự đau buồn. Thế nên dù nhớ thương, tôi chỉ biết thơ thật ngoài đêm, để được nhìn bóng ẩn hiện sao bức rèm thương. Bà ơi, cơn từng cơn từ lầu cao vọng ra tiếng cười quen thuộc như xé nát tâm can. Tôi chạnh lòng chua xót cho cánh gần nhau trăm gan tấc mà như cách xa ngàn dặm quá. Bà hãy dằn đau đớn, tôi không đủ can đảm để làm gãy đổ sự yên vui. Không phải tôi nhẫn tâm với bà, nhưng đã lỡ rồi, ta phải đành với số kiếp. Số kiếp? Trời ơi, số kiếp gì mà chất chồng nán trái, còn định mệnh gì mà gây lắm đau. Chỉ có kẻ đàn ông như Kim Tùng mới có đủ tâm can coi em như người xa lạ. Chớ còn riêng em gió dặn gì hạnh phúc con thơ mà ngước dặn bến đồ. Nhưng làm sao em quên được bản tình ca, em tiễn đưa anh gài chinh chiến chuyện tình đã lỡ chuyện rồi, con đò nằm trước có người khác đưa. Tiếp chi bến cũ đò xưa gây thêm giông bão gió mưa ngập trời. Thôi xin giả biệt quan hãy quan Ly Kim Tùng ơi. Thôi tôi xin bà hãy nén đau thương. Ta đã vì tương lai hạnh phúc của đứa nhưng
dẫu đến một phương xa. Tôi chẳng nhớ nơi đây có người mẹ hiền qua đã hy sinh một mối tình đầu. Để cho con được sống giữa ngàn hoa nhung lùa, tôi xin bà hãy thu hết kiên gan. Do vì con bao khổ đau em trăm điều, nhưng làm sao em chẳng đau lòng. Lúc chia tay không hẹn đâu, số đời đã lật qua trang giấy, ba ai bằng lòng với cuộc sống ấm êm. Giá từ ba tôi lại đi trong cát bụi, tình nghĩa ngày xưa đành chôn dưới lớp bụi đời. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn nửa bản tình ca với phần dự thi của thí sinh Bình Trọng và phần trợ diễn của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi. Một lần nữa cảm ơn Ngọc Đợi đã đến với chương trình nha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, xin mời ý kiến từ ban giám khảo với phần thi vừa rồi. Xin mời chị Thanh Hằng ạ. Các em đã đem đến cho cái sân khấu nghệ sĩ thần tượng này phải nói là một cái tiết mục rất là, phải nói không biết nói gì hơn là chỉ ngồi để mà ngắm nhìn các bạn, lắng tai nghe các bạn hát, các bạn ca. Em diễn rất là điềm đạm, mà khi em nghe cất tiếng ca của em lên rồi và em những cái bước chân đi, những cái cách cúi đầu của em đi, những cái nhịp nhàng em đã sắp chữ, không có khác anh hai Minh Dương chút xíu nào hết trơn. Trời, em làm rất là tốt. Chị chúc mừng em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời ý kiến từ nghệ sĩ Thoại Mỹ. Chào Bình Trọng. Câu nói đầu tiên của chị Mỹ là chị Mỹ cộng thêm điểm cho em là bữa nay, theo lời góp ý của anh Long ở những vòng thi trước, hôm nay em để mái tóc của anh Minh Dương. Dạ. Rất là dễ thương. Cái điều thứ hai nữa đó là sao mà em ca giống dữ vậy? Cái này đúng là thần tượng luôn nè. Chẳng những em bắt chước mà cái âm của em nó cũng đã giống rồi. Và hôm nay phải nói là em đem lại một tiết mục vừa đã về phần mắt và vừa đã tai nữa, rất là giống anh Minh Dương, rất là giống luôn. Một tiết mục xuất sắc, chúc mừng em. Dạ, yeah. Yeah. Cảm ơn giám khảo Tài Mỹ. Xin mời ý kiến từ giám khảo Kim Tử Long. Anh rất là ngưỡng mộ em là vì em có một cái chất giọng giống như chú hai Minh Dương gần là 90% rồi. Yeah. Cái trong cái vở này đó, nếu mà em nghe cho kỹ đi, khi mà chú hai Minh Dương bắn lên là bắn tới mây luôn. Hồi nãy có một cái đoạn ca Phụng Hoàng, em bắn cái câu mà cuối á, em bắn chưa tới. Nếu là em nghe kỹ chú hai Minh Dương bắn cái chữ đó, em ca lại giùm anh cái chữ đó coi. Ngã. Chữ ngã đó phải chữ... lên thêm nhóng thêm cái nữa. Ai ngã chị đó, ơi, đó mới đúng cái đó. Chữ đó mới là chữ của chú hai Minh Dương. À, nhưng mà đối với em như vậy là quá tuyệt vời. Nhưng mà mấy cái rung với lại chữ dấu quyền của Trọng á rất là giống luôn. Tại nhất là cái dấu á, cái nhịp á thuộc về em lọt chữ sông Lan chứ chữ về nó trời nó giống y chang. Coi như nhịp nhàng em đi phiêu giống như là anh hai Minh Dương vậy đó. Cái âm đã giống rồi thì mình ca nó đã cái rung nó là chắc chắn phải giống rồi đó.
chúc mừng em đã thành công. Cảm ơn Lâm. Dạ, cảm ơn ban giám khảo và xin chúc mừng Bình Trọng với phần thi vừa rồi. Trọng ơi, Trọng ơi. Dạ. Xuất sắc 10 điểm. Dạ, cảm ơn. Sương thu lạnh bao trùm khắp nẻo, trăng đêm nay dịu dịu cả không gian. Tôi với em đi gánh nước cạnh đình làng, mùi cỏ dài mơ màng trong đêm. Nước giếng trong giữa đồi cát mình anh nguyệt mà soi đôi bóng dao kèm dưới đằng phía tôi dây quay gánh ra đi giữa không trung tiếng sáo diều quang nhạc như tiếng hẹn hò của đôi cô
quý vị, Bình Trọng vừa mới hoàn thành phần thi của mình. Mình vừa mới hát xong cái phần đơn ca. Mình cảm thấy thế nào Trọng? À, giờ Bình Trọng thấy một điều rất là vui là thấy khán giả vỗ tay quá trời. Khán giả vỗ tay cuồng nhiệt để cổ vũ tinh thần cho mình. Nhưng mà riêng bản thân mình á, mình đã cảm thấy hài lòng với phần thi của mình chưa? Dạ thấy cũng được. Cũng được á. Thấy không có rơi rớt chỗ nào. Còn về nếu mà đi vào chuyên môn sâu thì chắc lẽ chúng ta sẽ phải nhờ đến các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Ôi. Nghe đã quá à. Sao mà ca hay dữ vậy Trọng ơi? Anh Long ơi. Hả? Ca hay của anh Long. Yeah. Ôi. Em nói ca hay là cái chuyện bình thường, nhưng ở đây mới nói là ca giống Minh Dương. Ca giống, quá giống luôn á. Giống mà tới từng chữ xếp nhiệt, giống luôn. Không nha, Mỹ. No. Anh nói cho em nghe nè. Ngày thường đó, nếu mà đi nghe Bình Trọng hát đó, thì vẫn nghe là Bình Trọng, vẫn nghe ra giọng của Bình Trọng. Nhưng ngày hôm nay đó, với sân khấu nghệ sĩ thần tượng đó, thì nhắm mắt lại nghe là nghe Minh Dương ca. Tại vì em á, em có một cái ưu điểm, có nghĩa là khi em đi ra ngoài em hát á, thì em vẫn là hát tiếng hát của Bình Trọng. Nhưng ngày hôm nay em đến với lại cái cuộc thi nghệ sĩ thần tượng đó, thì em lại cố gắng, em lấy hết tất cả những gì mà luyến lái nè, ngân giọng nè, đưa lên mũi nè, chạy chữ nè, mấy cái hơ 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 của Minh Dương là em lấy hết. Coi như không có chừa cái gì hết trơn á. Anh còn nghe một cái bạn diễn của em có nói là một cái tài lẻ của em rất là hay, có nghĩa là em nhái được nhiều giọng. Mà cái giọng mà em nhái được á là nghệ sĩ Thanh Nam đúng không? Ồ. Oh. Dạ. Danh hài Thanh Nam đúng không? Bây giờ làm thử đi. Em làm thử, làm thử cho mọi người nghe luôn đi Trọng. Em thử rồi. Coi đúng như người ta nói không? Thử. Xéo lá này ai cũng biết, hai lúa tôi với ba đời tự ớt với ông là anh em thăm giao tri kỳ. Yeah. Vậy thôi hả? Quên. Mấy mươi năm ruộng vườn làm lũ quen, canh sông nước đồng quê phơi phơi tâm hồn. Dạ như đó thôi. Nó chỉ giống thôi nhưng mà xuống chưa giống lắm. Nhưng mà em thấy rất là hay. Tại vì đang phân tâm quên kìa. Dạ, là bởi vì từ cái giọng của nghệ sĩ Minh Vương là một cái giọng của kép, kép đẹp, một cái giọng sáng. Rồi qua giọng của chú Thanh Nam là một cái giọng hài, giọng hề nữa. Mà bạn làm hai cái màu sắc hoàn toàn khác nhau như vậy là quá hay rồi ạ. Chị chỉ cho em một cái câu như thế này thôi à Trọng ơi. Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Trời ơi. Cảm ơn chị hai. Bình Trọng ơi, em nhớ một điều khi mà em bước vào vòng trong nữa đó, là mình phải tìm những cái gì đặc sắc với của Minh Dương để mình thể hiện. Còn ra ngoài thì em có thể em ca giọng của Bình Trọng. Nhưng đến với chương trình nghệ sĩ thần tượng này, em phải làm sao càng vô trong càng giống hơn. Em mà để mái tóc nữa thì em sẽ giống Minh Dương luôn. Anh ơi, cái đó để những cái vòng sau nữa. Khi mà đến cái vòng mà nhảy đợi đấy, hãy đợi đấy, hãy đợi đấy. Cái vòng gọi là nhập vai. Thì nhập lúc đó vai. Là các bạn sẽ phải nhập vai thành những cái vai diễn mà những người nghệ sĩ thần tượng đã từng thể hiện qua. Thì chắc chắn lúc đó là sẽ hóa trang, rồi phục trang tất cả mọi cái. Và lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận rằng các bạn ấy giống với thần tượng của mình đến mức độ nào. Nè, nhìn thấy cái người này là cái tâm huyết người này. Nếu mà đi sâu vào trong nữa nó sẽ còn nhiều cái đặc sắc hơn nữa đúng không? Hãy đợi đấy. Hãy đợi đấy. Nói một câu gì đó hứa hẹn cho ban giám khảo nè. Dạ thì cũng tới đâu thì hay tới đó chứ vì sao giờ. Trời ơi. Bữa nay mấy ông thí sinh của mình nó hiền hết sức luôn rồi đó, cậy hoài mới nói được một câu như đó thôi đó. Và giám khảo cứ chờ đi, khán giả cứ chờ đi nha. Và nếu như Bình Trọng có cơ hội vào những vòng trong thì chắc chắn là bạn ấy sẽ mang đến thêm những cái tiết mục tuyệt vời. Một lần nữa chúc mừng Bình Trọng. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên soi đá. Tôi trai anh đôi người
xa lạ. Từ phương trời chẳng hề quen nhau. Lúc nguy biến tình xiết chặt tình, đêm tối chung chăng thành đôi tri kỷ. Vì nước ruộng nương anh bó vàng thân cài, gia nhà không mặc kệ gió lung. Mặt gió lung lay nhà tôi xưa nay dần dày, đứng ở ven sông nghiêng nhìn dòng nước chảy, rừng cắm sau lưng tràm mọc tới chân trời. Tháng ba khói mù lửa ngoài đồng chấp lâu đời, sóng mặn từ mùa khô, sông chua chua từ mưa xuống, đất đó phèn từ thời lập địa khai thiên. Xa cách phương trời tôi vẫn nhớ, nhớ ánh đèn ve trái bắc ca biển đông sông, nhớ giữa thu linh lan nước tràn đồng quằn quại trong. Chục bó bạc như một bể trâu nước, đó là công trình của bao ngày khó nhọc. Hỡi người bản miền Trung ơi, nơi dãy Trường Sơn ngăn đường biển cả, bạn có lần nào thấy cái bao bàn đừng lúa ở miền Tây? Gốc ra nhớ chàng trai làng yêu mến, tôi với anh đã từng quen ấm lạnh, dẹp dùng người dần cả bước mồ hôi. Áo anh rất dài, quần tôi có hai miếng da, nhưng còn tươi buộc da chân không dài. Thương nhau tay nắm lấy bàn tay, đồng quang sương xuống, mình nằm kề bên nhau chờ trăng lên. Lòng thấy nao nao. Đêm nay nằm giữa đồng quang thấm dòng sương xuống, tôi nhớ tới căn chòi giữ ruộng lúa chín vàng que hương thoảng từ bề. Ngồi nắng chương xuống chòi không ngăn được gió về,
làm chi khi bốn bên vách trong một chiếc nếp quê mùa cũng ấm như ngôi mộ giữa đông thơm. Chừng nào quê hương mình mới dứt loạn ly, để dù mình chẳng gần nhau nhưng mãi mãi là tri kỷ. Đồng đâu trong để đồng quan khóa trái viên nước thơ, thường từ khi gặp lại bóng trai làng. Vừa lên đến đỉnh đồi dầm sương con về gai, tiếng cho tù dài lạnh lẽo ánh sao băng. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức phần dự thi của hai thí sinh Bình Trọng và chú Văn Bến với bài Tình Nước. Dạ, giờ còn rung không? Dạ còn rung. Vẫn còn rung. Mình xong phần thi rồi ha. Bây giờ mình nghe coi giám khảo nhận xét góp ý cho mình như thế nào nha. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Trước tiên thì xin chào anh Bến ha. Bến trước đi. Phải nói là cảm ơn anh đã có một cái tinh thần gọi là đến đi nghệ sĩ thần tượng. Và anh đã đem đến một cái niềm đam mê của anh là anh rất là thần tượng một người nghệ sĩ đàn anh trong cái bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương. Đó là anh Hai Minh Cảnh. Anh Bến có chất giọng riêng của anh, nhưng mà anh có những cái luyến lái, nhất là cái câu vô giọng cổ của anh rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều đã mang đến cho nghệ sĩ thần tượng một cái tinh thần khán giả để xem và nhớ đến cái một người nghệ sĩ mà coi như là suốt bao nhiêu chục năm trời đã cống hiến cùng với lại ngành sân khấu cải lương này. Tuy rằng là hơi nhút nhát, sợ sệt, nhưng mà em tin rằng là anh nên cố gắng hãy bình tĩnh nhiều hơn nữa để mình vào trong mình sẽ có những cái mà coi như là những cái tốt của mình để mình đem ra mình thể hiện và phải khá hơn nhiều nữa nha. Cảm ơn. Dạ, Bình Trọng, phải nói rằng là chị Thanh Hằng rất là ngưỡng mộ em. Xuất sắc lắm Trọng ơi. Cảm ơn chị. Một thế hệ trẻ, một nghệ sĩ trẻ thần tượng một người coi như là một nam danh ca, một nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Mà em ca chị nói là ngồi ở dưới này ba vị giám khảo và tất cả khán giả đều lắng tai nghe cái sắp nhịp của em hòa quyện và lại dàn nhạc, phải nói rằng là nó, chị nói thật sự rằng là chị rất là ngưỡng mộ em, rất là cảm ơn em rất là nhiều đã mang đến cho nghệ sĩ thần tượng một tài năng rất là tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, đó là những lời nhận xét, những lời khen tặng từ phía giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Phải nói là ngồi tại chỗ này cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc là một lần nữa Mỹ xin cảm ơn đã tạo ra một cái chương trình nghệ sĩ thần tượng để cho chúng ta có được những người đam mê và yêu thương nghệ sĩ cải lương đến mức độ nào. Thì qua cái bài hát của Trọng và của anh Bến thì cho thấy được mọi người quá ư là giống anh Minh Dương và anh Hai Minh Cảnh. Quá giống cái sự yêu mến đó, và mình nghe nhiều lắm cho nên mới nhiễm đến mức độ đó. Anh và Trọng ca không phải là ca bình thường, ca ở đó Mỹ cảm giác là nó có cái hồn ở trong đó. Đặt để mình vào trong cái bài hát đó, ca bằng cái cảm xúc của mình, nghe nó rất là dễ thương, nó ngọt ngào. Bên cạnh đó nó có những cái lỗi nhỏ của anh Bến, nhưng mà cái đó không sao hết, mình chỉnh được. Còn riêng Trọng thì phải nói là vừa ca giống anh Minh Dương, và em cũng có cái riêng của em sắp nhịp
em sắp chữ rất là đẹp. Người ta nghe người ta cứ cuốn theo em. Cái đó không phải là dễ. Phải nói là bữa nay là Trọng xuất sắc với một tiết mục này đã được nghệ sĩ Hữu Quốc dàn dựng kết nối yêu thương lại với nhau cho tất cả ban giám khảo và quý vị khán giả có một tiết mục dễ thương. Cảm ơn chị Thu Mỹ. Thì không biết rằng là Trọng trước giờ mình đã đi học ca ở đâu chưa? Dạ có học ca ở với mấy chú tiền bối đơn ca tài tử ở miền quê của Bình Trọng, chứ cũng được không có được học trường sân khấu chuyên nghiệp. Và mình có đi diễn nhiều chưa Trọng ha? Bình Trọng diễn cho đoàn Nhân dân Kiên Giang được cũng 10 năm rồi. À cũng 10 năm, cũng có thể xem như là một nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi. Cho nên là cái cách của bạn hát, cái nhịp nhàng nó rất là vững và nó lôi cuốn người nghe. Chúc mừng Trọng nha. Nhưng mà Trọng cho chị hỏi chút xíu nha. Nếu như không phải là bài của anh Hai Minh Dương hát á, thì em hát có giống không? Dạ, cũng giống. Cũng giống luôn hả? Có nghĩa là em nhiễm được cái cách ca của em đi theo luôn vậy đó hả? Ồ, chúc mừng em. Em hãy nói chị Mỹ là chị hãy đợi đấy. Chị hãy đợi đấy. Đường còn dài, chị hãy đợi đấy. Dạ. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Trước tiên thì cho Kim Tử Long chào anh Bến. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi em? Nay 57 rồi. Đó, với một con người 57 tuổi, sức khỏe thì chắc chắn rằng sẽ không bằng Bình Trọng rồi. Nhưng mà để thể hiện giọng ca của nam danh ca Minh Cảnh không phải là dễ. Vì ca một bài tân cổ mà để ca theo giống anh Minh Cảnh thì phải ca theo nhịp anh Minh Cảnh. Vì vậy cho nên là vừa rồi đó, trong cái bài ca này á, anh Bến anh đã cố gắng anh ca theo nhịp của anh Minh Cảnh để cho nó giống anh Minh Cảnh. Nhưng mà cái nhịp đó không phải dễ. Em rất là cảm kích anh vì anh đã 57 tuổi rồi mà anh ca như vậy là quá tuyệt vời rồi. Còn đối với Bình Trọng á, thì đúng là em là một cái giọng ca giống Minh Dương đến 95% rồi. Nhưng mà trong cái bài ca này á, thì từ đầu em ca giống Minh Dương, nhưng tới cái câu 6 này thì là em ca theo phong cách Minh Cảnh. Và xếp nhịp đó là xếp nhịp của Minh Cảnh. Nếu như ai đã từng nghe Minh Dương và Minh Cảnh ca rồi thì biết hai người sẽ xếp sắp nhịp khác nhau. Luôn cả Thanh Tuấn nữa. Thanh Tuấn có một cái lối sắp nhịp mà người ta nghe tưởng đâu như là đã rớt rồi. Rớt rồi đấy. Nhưng mà thật sự không rớt. Minh Cảnh cũng vậy. Còn Minh Dương thì lại nó rộn ràng, nó réo rắt và nó gọi là nó sốc dễ sợ lắm. Cảm ơn anh và Bình Trọng. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo và chúc mừng Bình Trọng cùng với lại chú Bến đã hoàn thành phần thi của mình. Và em có thể giới thiệu bản thân mình cho quý vị khán giả được biết ạ. Chào quý vị khán giả, em tên là Khánh Dư, tên thiệt là Nguyễn Phước Dư. Em hiện đang là diễn viên của nhà hát nghệ thuật Đồng Nai, em quê ở Đồng Tháp. Quê Đồng Tháp, dạ. Miền Tây của chúng ta thật sự là có rất nhiều tài năng. Mình tin đã được nghe Khánh Dư hát rất là nhiều lần rồi. Giọng hát của Khánh Dư rất ngọt ngào, rất mượt mà, truyền cảm. Và chị đang rất là thắc mắc là em có cha mẹ hay là có người thân đi theo nghề không? Dạ, cũng xin thú thật với chị Bình Tinh là gia đình em không có ai theo nghệ thuật cả. Ai lại có thể trao chuốt một cái giọng hát mượt mà cho Dư như vậy? Dạ, mẹ em thì thường xuyên là karaoke. Trong quá trình karaoke, lúc nào em cũng ngồi nghe hết trơn. Sau đó thì em học được ở mẹ em. Và mẹ em cũng có chỉ lại cho em. Tuy là không có hay xuất sắc nhưng mà điều em cũng lấy được một phần nào của mẹ em. Khi hoạt động ở những sân khấu chuyên nghiệp thì mình đã mang về những vinh dự gì cho bản thân chưa? Trong quá trình hoạt động nghệ thuật thì em cũng đã mang lại một số giải thưởng nhất định cho mình. Ví dụ như là giải thưởng huy chương vàng liên quan cải lương toàn quốc năm 2018, huy chương bạc liên quan sân khấu quốc tế thử nghiệm năm 2019. Và mới đây nhất là năm 2020 thì em đạt huy chương vàng tài năng trẻ diễn viên cải lương năm 2020. Thật là những giải thưởng mà đều phải trải qua sự đam mê và sự nhiệt huyết cộng thêm tài năng của tất cả các bạn trẻ nữa. Và khi đến với chương trình Trăm Năm Ánh Việt thì tiết mục dự thi của Dư là gì? Trích đoạn kiếp tầm của tác giả Quốc Nguyễn. Thật là tò mò và thật là háo hức để xem coi Khánh Dư của chúng ta sẽ thể hiện tiết mục như thế nào. Mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Phấn ngày xưa mẹ cha trao hết cho con, gửi cả bao nhiêu yêu thương, tình yêu sắc son như
về đây sân khấu chờ con nối nghiệp cầm ca. Con đã hiểu rồi, gia tài mà mẹ cha để lại cho con là cả một tinh hoa nghệ thuật mà mẹ cha đã chất chiêu gầy dâng. Nay con xin được trân trọng nâng niu giữ gìn như báu vật thiêng liêng của mẹ cha và của sân khấu bao đời. Bậc tiền nhân đã bao đời sống chết với sàn gỗ, với trống phách, với ánh đèn, với nhịp ngũ âm. Hãy đỡ cho đứa con cháu bất hiếu này một lần được đứng dậy đi nghiệp tổn, cho nó được sống lại một lần với nhân nghĩa ngày xưa, một lần được thoát xiên y mà diễn tròn lại những giai. Hỡi tinh gian thần bảo ác, hãy cùng ta một trận thư mừng. Đừng để hèn dùng sanh mạng của cha ta, không cản ngăn bước tiến diệt thù. Hễ thắng thì làm vua, hễ thua thì làm giặc. Nếu giữ yên sanh mạng của cha già, thì hãy nếp giáo quy hàng, nếu chẳng thuận tân đạt quân hải khai đau cha. Tiếng kêu quốc nghẹn nát lòng con thơ. Hỡi cha, vì hai chữ trung thần mà cha chẳng ngại ngần khai đường mở lối bước con đi. Trung can dư vẹn anh hùng vui thấy đồng giáo gương. Mẹ ơi, con đã đứng dậy được rồi, con đã đứng dậy được rồi. Làm gì khóc sướt mướt vậy? Chị Tinh! Trời đất ơi! Ê! Sao tự nhiên gọi nha, viết thơ tỏ tình với người ta rồi kêu người ta bằng chị ngọt xớt trời! Chị! Gì vậy? Chị muốn nghe ông bà mình nói hả? Nói gì? Nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một. Trời ơi, chị lớn hơn em 2 tuổi, đâu có gì đâu. Cái mộng của chị nó rất là cao. Hen, em có đáp ứng được cho chị không? Nhỏ nhoi thôi. Chị. Ví dụ như là đất rồi nhà rồi lết xẹt gì đó, em có đáp ứng được không? Được, để nghe. Anh Hai Đờn ơi, giờ Đờn cho em bản khóc Hoàng Thiên em cô gái nè. Cho em kêu chị bằng em nha. Rồi, nhà cũng chịu kêu bằng em. Rồi, em ơi. Rồi, dạ. Em nghe anh nói nè. Dạ. Dù anh không thể cho em nhà lầu hay xe máy, nhưng mà nhà anh á, một con heo nái. Trời ơi, nhưng nó có cần heo nái. Qua tháng này nó đẻ heo con, anh bán đi á, anh mua vàng.
rồi giờ mai mối đưa quà để qua nhà rước em. Ủa nhưng mà em vẫn chưa chịu mà. Tin anh đi, anh hứa suốt đời chỉ yêu một mình em. Ơi anh giỏi quá trời à, thôi chắc chết em rồi anh ơi. Vậy là chịu không em? Dạ, thôi bây giờ anh nghe nhận xét xong đi rồi lát chừng nào anh đậu quán quân em ưng anh. Ok. Khóc hay cười xin diện của nó bình tĩnh. Mình liếc nhìn qua anh, các anh trong ban nhạc á, các anh vừa chơi đàn và vừa cười theo. Có nghĩa là các anh nó bắt được cái nhịp mà em truyền cho mọi người. Rất là quan trọng, một người nghệ sĩ á, mình phải truyền cái năng lượng, cái cảm xúc của mình ở cái vai diễn mà người ở dưới cuốn theo là em thành công. Khi mà em ngồi ở đó, anh nghĩ rằng nếu mà cứ ngồi như vậy thì cậu này sẽ làm gì ta. Còn đây em tự trong cái lời ca nó lại diễn tả cái câu chuyện đó. Anh rất là thích. Tại vì anh có đọc một cái tài liệu, anh thấy Bắc Nam Châu á, một trong những cây đại thụ á, thì có nói là kể lương thì phải thật và đẹp. Dạ. Ở trong đây anh thấy cả hai thứ nó thuyết phục được anh. Đặc biệt là khi mà em ứng biến với Bình Tinh, anh thấy em rất là thông minh luôn. Và ngày hôm nay em không chỉ cao mà điểm số em cũng rất là cao nữa. Chúc mừng em. Chị Mỹ rất là bất ngờ về Khánh Dư. Em diễn rất là thoải mái, rất là tự nhiên, diễn rất là đời luôn, chị rất thích. Mà diễn chi tiết đó thì mấy diễn cái tay rất á, là chi tiết luôn, cái tay với cái mắt diễn, diễn rất là thần và rất là tình. Giọng ca của em thì nó đẹp mà em biết xử lý, em biết nhấn nhá. Thật ra là thưa với anh Vinh với chị Mỹ, cái tiết mục Kiếp Tầm này là do Hữu Quốc viết cách đây nhiều năm rồi. Khi mà Hữu Quốc diễn cái tiết mục này á, là gần 30 phút, nhưng mà đối với Khánh Dư là chỉ có vài phút thôi mà em đã chuyển tải được cái nội dung, cái câu chuyện. Và anh thích nhất là cái đoạn mà khi em diễn hai mặt giữa vai người con và tên tướng giặc, rồi em bật em đứng dậy. Cách sắp nhịp của em cũng rất hay. Anh thích cái chỗ mà em vừa xuống hò 20 cái em bắt em ca liền luôn. Cách ca xưa đó mà thế hệ trẻ bây giờ vẫn tiếp nối và thêm những cái sáng tạo của mình vô nữa. Chúc mừng em. Thật là hạnh phúc cho Khánh Dư. Và chưa đâu ạ, Khánh Dư còn rất là nhiều tài năng. Và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức phần dự thi tài năng của thí sinh Khánh Dư. Ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đường tình dành một mình đành lặng thinh, nhìn anh bước về ta cầm tay vui đùa cùng với ai. Ánh mắt đôi môi ta đã trót trao, nhưng tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn được nhận lại. Bên cạnh người tình mới em đã quên rồi, để anh khoác lên thân mình màu đơn côi. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau, anh vẫn luôn khắc sâu như hôm nay ân tình phai màu. Còn gì nữa đâu, và đành buông lời những câu ta phải xa rời nhau như hoa kia dần lúa màu. Trong lòng buồn mỗi khi anh ngắm hoa những dòng lệ rơi, em giờ đang khát đi anh biết chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Đành vậy thế thôi, ân tình này vỡ đôi, anh chúc em luôn nở nụ cười yên vui.
vẫn luôn khắc sâu như hôm nay ân tình phai màu. Còn gì nữa đâu, và đành buông lời những câu ta phải xa rời nhau như kia dần lúa màu. Trong lòng buồn mỗi khi anh ngắm hoa những dòng lệ rơi, em giờ đang khóc đi anh biết chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Đành vậy thế thôi, ân tình này vỡ đôi. Anh chúc em luôn nhờ người yên vui. Đành vậy thế thôi, ân tình này vỡ đôi. Anh chúc em luôn nhờ người yên vui. Anh chúc em luôn nở nụ cười yên vui. Thí sinh sẽ có 60 giây để thuyết phục ban giám khảo rằng tôi xứng đáng có mặt ở vòng tiếp theo. 60 giây của bạn bắt đầu. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị khán giả, là một diễn viên trẻ có niềm đam mê, dư có một điều trăn trở rằng liệu là mình đã đóng góp được những gì để giữ gìn và phát triển bộ môn nghệ thuật cải lương. Chính vì điều đó mà Khánh Dư có mặt trong buổi diễn hôm nay. Khánh Dư xin hứa sẽ cố gắng hết mình để cùng với các bạn thí sinh cũng như là chương trình đem đến cho quý vị khán giả những tiết mục thật là hay để giúp cho cải lương ngày càng phát triển và lan tỏa đến tất cả quý vị khán giả gần xa. Khánh Dư cũng xin quý vị khán giả hãy ủng hộ cho Khánh Dư, ủng hộ cho chương trình cũng như là ủng hộ cho cải lương. Và Khánh Dư xin hết. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh Kim Ngân đến từ Bến Tre. Chào Bình Tân. Khi mà đến với chương trình thì chị Ngân sẽ dự thi với tiết mục gì nè? Kim Ngân chọn ba câu giọng cổ trong bài hát Mai Xa Rừng Em Có Nhớ Gì Không của soạn giả Lê Sơn. Sở dĩ mà Kim Ngân chọn bài hát này, một phần là yêu thích và cũng là bài mà ông xã mình gợi ý và chọn cho Kim Ngân. Vậy thì anh nhà có cùng đồng nghiệp với mình không? Rất là may mắn là ông xã của Kim Ngân cũng đam mê và biết đàn. À, thì ra là chàng đàn cho nàng hát. Quý vị ơi, đằng sau sự thành công của một người phụ nữ đó là sự yêu thương và sự chăm sóc của một người đàn ông, một cái vị trí và một cái vai trò không thể nào thiếu trong cuộc sống hạnh phúc của chúng ta. Và đó là một cái động lực để giúp cho chị Ngân càng thêm mạnh mẽ để đến với cuộc thi Trăm Năm Ánh Việt nữa. Đúng không chị? À đúng rồi Bình Tinh. Dạ, Bình Tinh sẽ dành ra một phút để cho chị Ngân có những lời nói với người quan trọng mà chị mong muốn sẽ trao gửi những sự yêu thương. Mời chị. Cảm ơn chồng, cảm ơn ba mẹ và anh chị đã luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho Kim Ngân để đến với cái đam mê của mình. Ôi, thật là hạnh phúc tuyệt vời. Và chị đã sẵn sàng với tiết mục dự thi của mình chưa ạ? Kim Ngân đã sẵn sàng rồi. Dạ rồi, em chúc chị thành công nha. Và xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức tiết mục dự thi của thí sinh Kim Ngân. Trong chiều mưa biên
để gai dương chân và cỏ mai đang áo em đâu hay rừng lắm hoa thơm ngào ngạt lưng đôi câu hỏi đơn sơ sao làm em xúc động bồi hồi nhớ đoàn quân đi trong đêm ba lô nặng trĩu nghe xôn xao lá rừng xào xa tiếng đưa những giọt bài ca dựng nước cho cuộc đời mát dịu xanh trong cho tình yêu lứa đôi hồng tươi sắc thắm qua đây, bà qua đây. Đó, nó hát xong rồi đó, giờ mình báo tin không? Bây giờ ông Năm ơi, ông nói đi chứ giờ ông kêu tôi nói sao tôi không biết nói làm sao. Thì bà qua đây, tôi bà không ý nha. Dạ. Tôi bà ai nói? Ông nói đi chứ bây giờ ông nghĩ coi nó đang tươi quá vậy mà tôi nói lỡ nó sẽ héo xuống. Thôi thôi, héo cái gì mình giờ khỏe không con? Dạ con khỏe. Dì Ba với chú Năm qua đây trước là chúc mừng con. Dạ con ca hay quá. Hay. Sao nữa báo cho con một cái tin. Chạy về vậy. Nó đang vui mà báo tin gì? Chứ giờ có chuyện gì vậy chú Năm? Con thấy chú Năm với dì Ba. Có vẻ vui. Chuyện vui. Sao người mà mặt dì Ba buồn soi đâu vậy dì Ba? Đâu có. Chỉ nói chuyện là chồng con nó từ từ. Chồng con sao dì Ba? Nói chung là sáng nay nó chở mày đi bằng cái xe gì quên rồi. Dạ đi chiếc tay ga. Trên đường đi á thì cái nghe lại. Là sao dì Ba? Ông ba nói cái gì vậy dì Ba? Chú Năm. Nó chết rồi con ơi. Chú Năm nói sao? Chồng con chết rồi á chú Năm. Chồng ơi. Ôi đất
trời nhớ đổ sập. Sao nỡ đành chia lìa chồng vợ, con thơ còn nhỏ dài. Anh bỏ em đi mãi không về. Em phải làm gì với ngày tháng mai sau? Bả thử thôi mà. Xin chúc mừng phần thi của thí sinh Kim Ngân. Trời, câu chuyện nó buồn quá nên anh không biết nhận xét kiểu gì đây. Nhưng mà anh không có đã lắm cái phần thi chính của em. Hôm nay em cảm cho nên là cái giọng em nó hạn chế. Nó hơi bị cố á. Dạ. Thứ hai nữa là các thí sinh khác họ gần như là có câu chuyện, còn mình đi ra ca như vậy á thì nó hơi bị cũ. Dạ. Bạn buồn anh chịu, nhưng mà phải đầu tư hơn. Dạ, dạ, tại vì em cũng xin chia sẻ là đây là lần đầu tiên mà Kim Ngân đi thi với một cái sân khấu hoành tráng như vậy. Và mình cũng chưa có kinh nghiệm. Mà tới cái lúc mà đi tập thì thấy các anh chị mình chuẩn bị hoành tráng quá, mình cũng cảm thấy cái tiết mục của mình có vẻ nó hơi đơn điệu. Kim Ngân ơi, tuy là cái bài Mai Xa Rừng này là một cái bài nó đơn điệu, nhưng có những người họ chỉ cần cất giọng ca lên thôi là họ đủ làm say đắm lòng người. Dạ. Mà ca lại không tập trung nên ca chinh phô đủ chỗ hết trơn á. Ngân ơi, chị Mỹ thật là tiếc cho em. Dạ. Tiếc lắm luôn. Cái tiếc thứ nhất cốt lõi là em là người có chất giọng ca hay. Tiếc hơn nữa là em chưa biết cách xử lý cái bài hát á, cho nên chị nghe giống như là nó cứ trượt 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 trượt. Mình ca nó uyển chuyển, nó tinh tế và nó tình hơn một chút nữa thì mình sẽ truyền tải được cái lời ca và cái ý của cái bài ca. Chị Mỹ tiếc lắm luôn. Xin cảm ơn chị Thoại Mỹ. Bình Tinh rất là đồng cảm với chị về vấn đề sức khỏe. Và không sao, chúng ta sẽ cùng nghe thí sinh Kim Ngân thể hiện ca khúc Bolero trầm ấm, du dương mượt mà như thế nào. Mời tất cả quý vị. Gì giờ đây anh sao nhớ thương đầy vơi, mong tim còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn mãi nhớ hôm nào lời trao nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời dù xa cách phương trời. Mong lòng ta mang thêm nỗi sầu hận suốt đời. Đường khuya tối đêm bước âm thầm một mình thôi. Giờ còn bài ca yêu ai viết trao ngày xưa, bỏ lại mình em ôm thương nhớ theo ngày tháng. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình ta đã chết rồi.
mong lòng ta mãn thêm nỗi sầu anh suốt đời. Đường khuya tối đêm bước âm thầm một mình thôi. Giờ còn bài ca yêu ai viết trao ngày xưa, bỏ lại mình em ôm thương nhớ theo ngày tháng. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình ta đã chết rồi. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình ta đã chết rồi. Thí sinh sẽ có 60 giây để thuyết phục ban giám khảo rằng tôi xứng đáng có mặt ở vòng tiếp theo. 60 giây của bạn bắt đầu. Kim Ngân sinh ra trong một gia đình có 6 anh em và tất cả 6 anh em đều yêu thích bộ môn nghệ thuật cải lương và tất cả đều ca hát cải lương được. Và càng may mắn hơn nữa là sau khi kết hôn, ông xã của Kim Ngân cũng yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương và biết đàn. Từ đó thì Kim Ngân mạnh dạn bước vào con đường nghệ thuật và xem đây là nghề, là nghiệp của cuộc đời mình. Đến với cuộc thi này, Kim Ngân giống như là đại diện cho cả gia đình mình, 6 người anh em ruột thịt của mình, để một bước tiến gần hơn với nghệ thuật cải lương, với mơ ước trở thành nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp. Và Kim Ngân kính mong tất cả quý vị ủng hộ cho ước mơ của Kim Ngân, và Kim Ngân hứa sẽ cố gắng hết sức mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chào Tiêu Minh Phụng. Dạ, xin chào quý vị khán giả, xin chào chị Tinh. Một chàng trai rất trẻ quý vị ha. Và hôm nay đến với chương trình dự thi của Trăm Năm Ánh Việt thì Phụng chọn cho mình tiết mục nào? Dạ, lần này em sẽ chọn cho mình một cái tiết mục đó là Tân Cổ, bài Bầu Ơi Đừng Khóc. Và điều đặc biệt hơn nữa là bài này chính tay em sáng tác. Wow. Cái lời vọng cổ. Chị cũng biết là lời nhạc thì của anh Hamlet Trương. Yeah. Thì còn cái lời vọng cổ là do Phụng sáng tác. Ôi, một thí sinh vừa trẻ mà vừa tài năng, ấn tượng quá phải không tất cả quý vị? Phụng tự mày mò hay là em có tự học hỏi ai để mà mình có thể làm được cái điều đó không? Mình làm nghệ thuật thì mình sẽ luôn có một cái người để mà mình giống như mình nuôi lửa hả chị? Thì bên lĩnh vực cải lương thì em cũng có một người giống như là thần tượng của em, đó là cậu Năm Vũ Linh. Dạ, em lấy đó làm để động lực để cho mình nỗ lực ấy, rồi tự mài mò, rồi tự tìm hiểu, xong rồi cái giống như là những cái lúc nào đó mà em cảm thấy là mình có cái cảm xúc là bắt đầu lấy giấy bút ra để mà mình truyền tải cái cảm xúc của mình vào trong đó. Em có thể kể cho tất cả quý vị nghe là ngoại trừ cái lời vọng cổ em sáng tác cho cái bài Bầu Ơi Đừng Khóc thì em còn có những tác phẩm nào nữa không? Trong số những cái tác phẩm mà em viết ấy thì có cái bài là Mẹ Là Dòng Sông, rồi bài Tân Cổ là Đêm Giao Thừa Nghe Một Khúc Dân Ca, thì hai bài này em song ca cùng với Má Thanh Hằng. Rồi bên cạnh đó thì em còn có viết dân ca, rồi viết bolero nữa. Dân ca bolero, và chị nhớ là chị có nghe một cái bài hát do em sáng tác, Sầu Tím Bông Lục Bình, đúng không em? Dạ. Phụng có thể hát một hai câu gì đó cho quý vị được nghe không? Dạ. Tác giả hát. Hoa tím trôi, trôi cả dòng đời, trôi mãi không về khi bầu quên rồi lời thề phu thề. Và mình tin hy vọng là Phụng sẽ chinh phục được tất cả quý vị giám khảo trong tiết mục dự thi hôm nay của mình. Và em đã sẵn sàng chưa? Dạ, em đã sẵn sàng ạ. Xin mời tất cả quý vị cùng đón xem tiết mục dự thi của thí sinh Tiêu Minh Phụng. Sân khấu còn đây, hào quang son phấn xiêm mây.
đừng hiền mau tìm cho đời qua cùng lời ca gửi bao tâm sự. Từng đêm em chúc đường tơ làm cho nhân thế sầu vơi riêng chỉ mình em. Ôm lấy đọc bầu ơi hãy lau hết đi những giọt lệ quen mi còn đọng sầu trên khóe mắt. Khóc để mà chi cho mờ phai son phấn, bầu phải vui lên cho nhân thế vơi sầu. Bầu lời người ta gieo buồn đau, họ nói xong rồi họ có bao giờ sống thay mình đâu. Cuộc đời sinh ra mấy ai chọn nơi bắt đầu, thế nhưng mình luôn nhắc mình sống cho nghĩa tình, sống ra con người. Lau sạch phân son ta trở về thực tại, chỉ vẫn mãi là bầu của em thôi. Chỉ phải mỉm cười cho nhân thế thêm vui, vì phận duyên đã cho mình vui trọn kiếp. Một kiếp nhân sinh một kiếp tầm dương nặng, nặng nợ tri âm những cùng quán cùng sầu. Hãy lau hết những bụi trần và rũ bỏ suy tư, từng dòng quay vẫn quay đều như năm tháng. Nắm tay kết chặt thắm tình, còn chỉ em mình là còn cả tương lai. Bầu ơi em mãi là em của chị thôi. Phần duyên trời cũng cho mình vui kiếp người. Bầu ơi thôi đừng khóc, bầu ơi thôi đừng lo, còn chị còn em còn chung dài là còn tương lai. Ông anh chào bà chị. Trời ơi, ta nói đi đằng xa không có thấy đường, nhờ ông anh chiếu quá tôi mới thấy anh đó. Chiếu lắm hả? Chứ cái đôi dép của bà chắc thua tôi vậy. Chắc dép già rồi mà. Tôi ở dưới quê tôi mới lên. Thấy ông anh bảnh quá, dân xì phố, chắc rành rẽ chỉ giùm tôi cái nhà ngút tôi ở chỗ nào. Con út, bà là con út nào mới được chứ, ở Sài Gòn này bao nhiêu con út sao con không biết. Con út của tôi mà không biết con út tôi hả? Con út tinh đó hả? Không phải, con út mén. Đẻ con biết đặt tên con để sợ út rồi còn mén. Cái nhà nó có cái cây cột đèn nha. Có cây cột đèn. Hôm đó lần trước tôi có mần dấu. Trước cửa nhà nó có cái thùng rác, nó có con chó đứng nữa. Rồi. Bây giờ hoành lại không có thấy con chó biết cái nhà nào đâu. Bà tới đèn xanh đèn đỏ, đừng dội qua đường, bà đứng yên nơi đó. Chờ tới đèn vàng, bà quẹo phải cho tôi. Xong cái gặp ngã tư có chú công an, bà vô hỏi lại địa chỉ nhà cần gặp. Chứ tôi ở dưới quê lên biết con khỉ gì chứ.
con khỉ gì chi là gì? Là biết con khỉ gì chỉ mà bài này nhanh quá, chạy văn không có kịp. Nè. Ông biết đường đi theo tôi đây nè. Đi đi đi. Ok. Đây, okay. Xin mời ông bà quay trở lại sân khấu ạ. Có con bé nó chỉ đường. À, hả? À, thôi ông ơi, đi đi kiếm nhà ngốt tôi ông ơi. Xin chúc mừng con dì của Lâm Tụng. Và Bình Tinh cũng xin chia sẻ cùng quý vị giám khảo lời vọng cổ khi nãy trình bày trong phần dự thi của thí sinh Tiêu Minh Phụng là do chính thí sinh Tiêu Minh Phụng sáng tác luôn. Dạ, một thí sinh rất là tài năng. Dễ thương quá à. Một tiết mục rất là đơn, nhưng mà cái lời văn cũng như là cái cách thể hiện của em đó làm cho người ta dễ xúc động. Giọng ca của Tiêu Minh Phụng á rền lắm, nhưng mà mình gò chữ lại một chút xíu để cho nó đẹp, chứ không phải là mình có cái hơi rồi cái mình cứ bung 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 ra như vậy. Rồi cái phần mà tài năng của em á rất là duyên dáng, các thí sinh mà có được những cái như vậy đó thì rất là lợi thế cho thí sinh. Khi mà em bắt đầu ứng diễn với lại soạn giả Tô Thiên Kiều thì anh mới thấy được là em, và anh nghĩ rằng nếu em đi theo cái con đường nghệ thuật sẽ có cải lương thì em phải đi con đường giống như anh. Tại vì nghe em thoại cái giọng già là anh biết là già bẩm sinh liền. Và nếu em ca theo cái kiểu đó thì em sẽ một cái nhân tố rất lạ trong cái cuộc thi này. Đừng có mê làm kép đẹp. Mình tìm những cái vai khó làm, những cái vai người ta không làm, mình lấy những cái vai đó mình làm, thì em mới có một cái con đường đi riêng. Và con đường đó em sẽ thành công. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc của chúng ta không bao giờ mê làm kép đẹp, vì cũng không đẹp lắm để có thể mà mê. Alo, ủa alo. Những người trẻ như tụi em, anh rất là muốn nói với các bạn là nếu mà các bạn có khả năng viết, sáng tác, hòa âm, phối khí thì nó giúp ích rất nhiều. Đặc biệt là chúng ta coi các cái dòng nhạc khác đi. Bây giờ các thí sinh họ tham gia vô trong sản xuất đó, chúng ta không cần biết hết nhưng mà chúng ta nên biết để là tôn được cái giọng của mình. Thì em có cái chất liệu đó. Còn cái phần đầu, đúng như các anh chị nói, em phải nét cái chữ lại. Những cái chữ như tương lai em lấy nó rất là xấu, bậu ơi vậy. Nhưng mà khi em thoại rồi em nói ở cái phần sau thì anh thấy là em có chất liệu. Bởi vì có những cái mà người khác không có là em, nhưng mà có những cái mà em làm y như người ta là em sẽ dở. Dạ, em cảm ơn anh. Bình Tinh ơi. Dạ. Không biết là Tiêu Minh Phụng chuẩn bị tiết mục kế tiếp là cái gì mà anh muốn thấy một cái nét rất rõ ở cái phần hài hước của Tiêu Minh Phụng? Dạ, sẽ có ngay. Dạ. Và Tiêu Minh Phụng, em hãy đáp lại lời yêu cầu của giám khảo nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc bằng phần thi tài năng đặc biệt của mình. Mời quý vị cùng thưởng thức. Lá ngọc cành vàng, một thiên kim tiểu thư của một gia đình quyền cao chức trọng, giàu có bậc nhất, có phải là cuộc đời đáng mơ ước của biết bao cô gái? Vậy mà, người con gái ấy chỉ vì tiếng gọi của con tim, vì đam mê riêng của cuộc đời mình mà làm liên lụy đến biết bao cuộc sống của những người khác. Một câu chuyện buồn của tôi sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, luôn được sự chăm bẩm của cha mẹ, và tôi luôn phải sống một cuộc sống luôn được định sẵn của tất cả mọi người. Vậy là cuộc sống của tôi hay là cuộc sống của ai? Tôi không biết phải làm sao. Không, tài sản quý nhất của cuộc đời tôi đó chính là lời ca tiếng hát. Nhờ có lời ca tiếng hát nên tôi đã gặp được người tôi thương. Nhưng cũng chính vì lời ca tiếng hát mà bao tai ương đã ập vào cuộc đời tôi, cả gánh hát của tôi và người thương của tôi. Tôi biết sống như thế nào? Không, không. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ của ông chủ. Từ đó tôi xác định mình phải sống sao cho trọn tình trọn nghĩa với người đã giúp đỡ và cứu mang mình. Tôi đã làm tất cả mọi việc, cho tới cả những việc trái với đạo đức và lương tâm tôi vẫn không nề hà. Và nghiệp báo là có thật. Và thưa quý vị, với trích đoạn Dòng sông đời, tác giả Tô Thiên Kiều, dàn dựng đạo diễn Vũ Trần, vũ đoàn LGA, và với sự tranh tài của ba thí sinh Thi Nhung, thí sinh Khánh Dư và thí sinh Tiêu Minh Phụng. Dạ. Thổi dở mà thổi hoài. Trời ơi, thổi vậy mà thổi dở. Mà thí dụ tôi thổi dở đi thì cũng đâu có cần phải chọi tôi vậy đâu. Trời ơi, mỗi lần mà tới đây thổi tới cái khúc này là bắt đầu bị ăn chọi à. Thôi mai mốt tôi không thổi nữa. Ông chủ,
Ủa, chú em. Vô đây, vô đây, vô đây. Ông chủ, ông cho tôi hỏi thăm. Hình như tôi nghe nói đây bán lụa hả ông chủ? Chính xác rồi. Vô đây, vô đây, vô đây chú em đây. Chú em muốn mua gì? À, gấm lụa hay tơ? Mà đừng nói với tôi là chú em muốn mua một trái tim nghe. Ông chủ vui tính thiệt đó chứ. Tại nó vui tính vậy mới bán được hàng. Dạ. Nghe cái giọng quen, quen lắm đây nè. Chú em, Minh, Trần Minh. Ơ, dạ dạ. Dạ không phải Trần Minh. Thiệt ra tôi là người đi bán gẹp dàm trên con sông này nè. Rồi cái đi ngang đây thấy lụa phơi phất phới đủ màu, tôi hỏi thăm mới biết là bán lụa rẻ. Chú em tìm đúng nơi đúng chỗ rồi. Ra đây, ra đây, ra đây. Tôi nói chú em nghe nghe. Nói về mà lụa rẻ đó là nguyên một cái vùng này nè, là không có nơi nào bán rẻ bằng lụa nhà tôi đâu. Còn nói về chất lượng á nghe, lụa nhà tôi xài 10 năm không đách đó. Cái mặt này là không tin rồi đây nè. Đợi xíu, nói có sách, mắt có chứng. À, đây, đợi tôi xíu. Ừ, thằng ông, xài cái màu này đi ha. Đây, đây. Để tôi lấy cái khác nghe. Xài màu hường không? Không hả? Để màu khác. Ông chủ hả? Mà công nhận nha, lúa của ông đẹp thiệt cái chứ. Cảm ơn chú em. Ông chủ cho tôi hỏi thăm. Hỏi gì hỏi gì? Dạ, tôi muốn hỏi là tại vì sao mà ông đem bán rẻ, lấy mua một lần á thì phải mua cho hết. Tôi bán luôn nhà chứ có phải lụa không đâu, vì có việc gấp cần tiền. Giá cả thì chú em khỏi phải lo, nếu mà thiệt tình á thì tôi bán rẻ cho. Nói thiệt với ông chủ á, là tôi ghe dàm nhỏ hẹp, nếu mà mua hết á thì tôi sợ bán không có ra. Chú em đem ra chợ bán được rồi, đâu cần xuôi ngược trên kia. Vì tôi có lời nguyện với con sông này, suốt đời gắn bó không xa. Ngộ ha, sao nhiều người tự nhiên em mê mở con sông này dữ vậy trời. Dạ, thú thật với ông chủ á là tại vì tôi... Trương Lâm. Tới nữa rồi, gái tôi nghe nè. Anh Trần ơi, bên sông xưa còn đâu bóng người. Ông chủ chàng trường chi vì đâu mang lấy khối si tình. Tiếng sao hôm nào vang mãi trong lòng như lời hẹn ước. Có gió mây làm chứng trái tim này vẫn gái tôi hát hay đúng không? Mỗi lần hát bài này là tới giờ uống thuốc à. Đó. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Ngồi yên ở đây nha. Chú em, tôi vô tôi cho con gái tôi uống thuốc rồi tôi quay qua tôi bán lụa chú em. Dạ. Đừng đi chỗ khác mua nha, ta chặt giá mình á. Chờ nghe, ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên. Tiểu thơ, lão nô dìu tiểu thơ xuống nghe. À giỏi, rồi rồi rồi, đi xuống. Đi từ từ thôi nghe, đi từ từ thôi đó. Trời ơi, rồi, rồi ngồi đây đi. Ngồi đây, giỏi à. Rồi, hát hay quá. Hát hay quá, giờ thôi mình uống thuốc à. Thôi. Trời ơi, sao được. Mình phải uống thuốc nè, xong rồi mình có sức khỏe mình mới đi tìm Chương Chi được chứ, hiểu không? Rồi uống thuốc. Không uống đâu.
uống đi mà. Là nó không uống mà. Trời đất ơi, không uống thì thôi, làm cái gì mà đổ thuốc hết trơn hết trọi vậy? Cha ơi cha, cha ơi, con lại cha. Cha đừng có bắt con lấy người mà con không thương mến mà cha. Rồi 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 rồi, cha xin lỗi. Cha xin lỗi, cha lỡ lời, cha lỡ lời. Nghe nghe. Gió. Gió thổi rồi đó. Gió. Gió đâu? Đừng có bắt con đâu. Tiếng sấm sét, tiếng sấm sét. Lửa. Lửa. Lửa cháy rồi. Lửa cháy rồi. Lửa cháy rồi nè, lửa cháy, lửa cháy rồi. Tiếng sấm nó đổ, giang lửa hồng đang mong mơ, cháy lửa của tim mơ, này nung nó đã bao mơ, ngày ai sẽ tại sao cậu biết đây là thiên hương? Tôi là Thạch, là kép hát Sơn Thạch nè chú. Cậu Thạch, giúp cho cô hai tỉnh dậy đi cậu Thạch. Nói cái gì đi cậu? Thiên hương, anh là Sơn Thạch nè Thiên Hương. Anh đã tìm em bao năm nay, hôm nay anh đã gặp được em rồi Hương ơi. Hương, em đừng vậy mà Hương. Tỉnh lại đi Hương. Tỉnh lại đi Hương. Tỉnh lại đi Hương. Đi tìm chú chị. Đi tìm chú chị đi. Đi tìm chú chị. Con ơi, con tỉnh lại đi con. Đi tìm chú chị. Mỹ Nương.
đi lầu gió. Là muốn tốt cho cô thôi cô hai. Tốt hả? Ép buộc con gái của mình sống theo cách mình muốn mà là tốt hả? Mày Ninh, ở đây không tới lượt mày lên tiếng. Chú, cô hai, theo tôi về gặp ông chủ. Dạ, chú ơi, con không về đâu mà. Chú ơi. Tiên Hương. Anh Thành. Chú. Chú ơi. Tiên Hương. Chú. Anh Thành. Một cái thằng kép hát nghèo như mày, mày đủ sức mày lo cho cô hai không? Đem chân hạt. Chú ơi, con lại chú, con lại chú bà chú ơi. Anh thả tôi, anh có sợ không? Anh ơi. Ngày nào cái ghe hát này còn là cô hai sẽ còn theo mày. Tụi bay, đốt cái ghe hát, đốt cô hai về. Chú không được đốt ghe hát. Chú không được đốt ghe hát. Chú ơi, đừng đốt ghe hát. Khách ơi, chờ em khách ơi. Khách ơi. Cô hai có còn theo mày được hay không? Chơi hết rồi. Chơi hết rồi. Sân khấu của tôi. Sân khấu là mạng sống của tôi. Cậu Thạch, để tôi vô trong tôi lấy thuốc. Thiên Hương, tỉnh dậy đi Thiên Hương. Tỉnh lại đi Thiên Hương. Anh
Thời gian qua anh sống làm sao? Rồi gala của mình, gala của mình như thế nào rồi hả anh? Anh lang thang trên khúc sông này để tìm em, nhưng mà không gặp. Gió giông thiệt gào thay lời anh nát tan tâm hồn. Người thương ơi, biết em nơi nào? Anh tìm em theo dòng sông cuốn trôi, đời như cánh ngày nào chứa chan đầy kỷ niệm. Còn lại mình anh với nỗi buồn lặng lẽ nghe cõi lòng như vừa chết liệm giữa mưa và mong chờ. Nhưng anh biết tìm đâu bóng hình người yêu dấu khi em đã xa rồi, rời bỏ quê xưa. Tiếng sao nghẹn ngào tức tưởi của Trương Chi trong đêm diễn sao cùng, có phải chăng là lời tiễn biệt? Sân khấu không còn gì vắng vàng mỹ nương. Sao Trường Chi tắt đêm giữa đêm buồn, bóng trăng khuất vào trời mây. Em tìm anh biết sao lúc hôm nào ơi chàng cố thâu cho lòng em. Tiền hương anh thật trôi xuôi rồi đông trên con đò, nhưng bóng em tìm đâu, yêu thương vẫn còn trong trái tim anh, vẫn tìm em dù biết là tuyệt vọng, anh vẫn chờ em trên bến hẹn của năm nào. Xót xa giây phút nghẹn ngào, nhìn em giây phút nghẹn ngào tim anh. Xa rồi những tháng ngày xanh, nhưng tình anh mãi trao dành cho em. Anh Thành. Thiên Hương. Thiên Hương. Thiên Hương. Dạ. Nhưng mà tại sao, tại sao em lại ra nông nỗi này hả Thiên Hương? Cậu Thạch, cô hai tâm trí loạn cuồng à, khi ông buộc ràng duyên nợ. Trời ơi đâu có lẽ nào đời em sao nhiều lần đần, tưởng rằng đã mãi xa nhau, nào ngờ gặp
Hữu Thạch ơi, cũng bởi do tôi vì nghe lệnh chủ nhân mà buộc cô hai phải chia lìa duyên nợ. Tôi có ngờ đâu người cha tàn nhẫn gả bán đời con cho một kẻ đê. Cho ông già giữ lấy gia tài, đêm tân hôn cô hai đã trầm mình tự vẫn. Khi cứu sống được rồi thì tâm trí lại cuồng điên, nhưng ông chủ nào có chịu buông tha, bắt nhốt cô hai buộc phải cùng người ta bán thân từ nợ. Giữa đêm khuya tôi tìm đường đào thoát, cô hai lẫn trốn tới bây giờ. Cô hai đã nhất định đi tìm theo tất cả các dòng sông, thơ thẩn hát bài chương chi mỹ nương đi tìm cậu. Xuôi ngược bốn ba bao năm dài đau khổ, nay gặp nhau rồi lại sắp phải lìa xa. Sắp phải lìa xa. Lìa xa là sao chú Phụng? Chú cầu thật, sở dĩ mà tôi kêu người bán hết cái xưởng lụa này á, là tại vì tôi nghe tin ông chủ đã cho người tới đây để bắt cô hai về cho bằng được. Ông đang ở ngay cái vùng này nè cậu. Cô hai, cô hai tỉnh lại. Tôi mừng quá. Nhưng mà cha của con tới nữa rồi chú ơi. Bình tĩnh. Cậu Thành, đưa cô hai đi. Tôi tin là với tình yêu chân thật của cậu, cậu sẽ đủ sức để bảo vệ cô hai. Đi nhanh đi cậu, nhanh lên, đi. Chú xuống ơi, kia. Chú ơi, nhưng mà đi. Chú đi cùng với con kia chú. Chú đi với con. Đi. Dạ. Lên. Chắc chắn thằng giả trong này nè, cả cô hai mày nữa, vô bắt cho tao, nhanh. Chú ơi, cha con tới là chú ơi, con sợ lắm chú ơi. Chú ơi. Chú làm gì vậy chú Phụng? Cậu Thành, không còn kịp nữa đâu, đưa cô hai đi. Tôi sẽ ở lại đây để cản bước chân của ông chủ. Nhưng mà nguy hiểm lắm chú Hùng. Nghe tôi giải quyết xong công chuyện, chúng ta sẽ gặp nhau ở đầu giam. Đưa chú, cô hai đi. Chú ơi, nhưng mà chú hứa với con là chú ra với con đi chú. Chú hứa, đi. Chú Hùng. Năm xưa chính tay tôi đã đốt ghe hát. Vậy thì ngày hôm nay chính tôi sẽ kết thúc tất cả mọi thứ. Ông chủ ơi, cô chủ đã đốt nhà, chết cháy trong đó rồi ông chủ ơi. Chết cháy rồi. Xin cảm ơn Thi Nhung, Tiêu Minh Phụng và Khánh Dư. Một sự phối hợp rất là ăn ý của ba bạn đã tạo nên một tiết mục rất ấn tượng. Và bây giờ thì xin trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào. Rước hết khen đờn nữa. Trời ơi, vô cái bài năm mai xuất sắc luôn. Sao mà hay dữ vậy ta? Bây giờ già rồi nghe lại đờn nó thích quá đi. Muốn ca, muốn hát, muốn làm cái gì ở sân khấu. Xin cảm ơn ba đứa nhỏ. Kịch bản thì cũng rất là hay. Ba đứa tốt hết. Chỉ có nhỏ này uổng cái. Ca cái kia đã hay rồi. Để cái cục hơi mình á, mình vô dụng cổ đó. Đã thấy mình mệt rồi con ngân chi nữa. Trôi mãi trên sông, ôi dòng sông ngày nào chưa chán đầy kỷ